Xin chào anh em. Hôm nay giới thiệu anh em máy uốn ống A2 và máy uốn ống BA4, máy uốn ống BA5. Đây là một trong ba dòng model mà không thể thiếu trong gia công cơ khí. Đối với máy uốn ống A2 thì có thể uốn ống lên tới phi 16 đến 63 mm, độ dày từ 0.4 mm đến 1.5 mm. Và nếu mà cần công suất lớn hơn, độ dày lớn hơn và bán kính đường kính lớn hơn thì có thể sử dụng BA4, máy uốn ống BA4 hoặc máy uốn ống BA5. Động cơ thì 1.5, điện 1 pha hoặc là 3 pha tùy chọn anh em nhé. Máy uốn ống A2 là một trong những thiết bị gia công cơ khí có thể uốn sắt tròn dạng sắt hộp. Khi anh em mua máy uốn ống A2 thì sẽ được kèm theo bộ khuôn uốn ống từ phi 16 đến phi 63 anh em nhé. Và phụ kiện kèm theo máy là đầy đủ bộ poly tròn và poly vuông anh em nhé. Nguyên lý hoạt động của máy uốn ống là có 3 trục, sử dụng 3 lô để uốn. 2 lô hai bên chuyển động nhờ động cơ, lô giữa di chuyển lên xuống nhờ vít me. Và khi uốn thì người thợ đưa ống uốn vào đúng vị trí nằm ở giữa lô giữa anh em nhé. Và nằm trên hai lô hai bên. Sau đó xít vít me xuống cho lô ở giữa xuống. Rồi tiến hành bật máy cho động cơ chạy để lăn uốn ống lần thứ nhất. Và sau đấy có thể uốn những lần tiếp theo. Ok, ngoài cung cấp máy uốn ống thì công ty Babylon còn cung cấp các cái dòng máy cơ khí khác như là máy cắt không ba vía, máy đột dập thủy lực hoặc là máy hàn laser các loại. Nếu anh em có nhu cầu liên hệ công ty Babylon CNC 093 222 5678 hoặc truy cập website babylon.vn. Ok, chúc anh em thành công, hẹn anh em ở một video khác.